các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Nỗi lo trẻ em lạm dụng mỹ phẩm. Mạng xã hội đang thúc đẩy cơn sốt chăm sóc da ở lứa tuổi mới lớn. Tuy nhiên, nhiều bác sĩ da liễu bày tỏ lo ngại việc sử dụng mỹ phẩm có thể đi cùng rủi ro cả về thể chất lẫn tinh thần ở trẻ. Khi học lớp 5, Scarlett ở bang California ở Mỹ bắt đầu lo lắng về nếp nhăn. Đến năm 10 tuổi, em và bạn bè đã dành hàng giờ trên TikTok và YouTube để xem những người có ảnh hưởng quảng cáo các sản phẩm giúp làn da căng bóng, sáng mịn. Scarlett đã tự phát triển một quy trình chăm sóc da phức tạp với sữa rửa mặt, xịt khoáng, mặt nạ dưỡng ẩm và kem dưỡng ẩm. Một đêm nọ, da của em bắt đầu bị bỏng và nổi mụn nước. Việc sử dụng nhiều sản phẩm dành cho người lớn đã tàn phá làn da của em. Nhiều tháng sau, các mảng mụn nhỏ vẫn còn trên mặt của Scarlett. Scarlett cho biết, cháu không muốn có nếp nhăn và trông già nua. Nếu biết trước cuộc sống của mình sẽ bị ảnh hưởng nhiều như vậy, cháu sẽ không bao giờ bôi những thứ này lên mặt. Các chuyên gia cho biết, trải nghiệm của Scarlett đang trở nên phổ biến khi những bé gái tuổi teen đổ xô mua các sản phẩm chăm sóc da cao cấp. Kết quả, nhiều bé gái từ 8 tuổi đã phải đến phòng khám da liễu với tình trạng phát ban, bỏng hóa chất và các phản ứng dị ứng khác nhau sau khi dùng các sản phẩm vốn không dành cho làn da nhạy cảm của trẻ em. Vài tháng trước, một người mẹ đã đưa cô con gái 9 tuổi với khuôn mặt đỏ và ngứa dữ dội đến gặp bác sĩ da liễu tại thành phố Dallas, bang Texas của Mỹ. Hóa ra, do cô bé đã sử dụng một loại kem dưỡng ẩm được quảng cáo trên mạng xã hội. Vị bác sĩ đã chia sẻ, người mẹ cảm thấy có lỗi vì cô ấy đã mua sản phẩm cho con gái mình. Rất nhiều bạn của cô bé cũng đang sử dụng các sản phẩm của thương hiệu này. Những sản phẩm tốt dành cho người lớn có thể không phù hợp với nhóm tuổi thanh thiếu niên. Nỗi ám ảnh về chăm sóc da cho thấy truyền thông xã hội đã tạo ra sự bất an của các bé gái. Việc quá chú trọng vào ngoại hình có thể ảnh hưởng đến lòng tự trọng và hình ảnh cơ thể, đồng thời gây ra lo lắng, trầm cảm và rối loạn ăn uống. Xu hướng say mê trang điểm và mỹ phẩm của các bé gái không phải là mới. Chris Perry, giám đốc điều hành của Children and Screen, một tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ, nghiên cứu về tác động của phương tiện truyền thông kỹ thuật số đối với sự phát triển của trẻ em, đã cho biết. Điều khác biệt hiện nay là quy mô. Trong thời đại tràn ngập trên các nền tảng số, hình ảnh những cô gái xinh đẹp được lọc và kết hợp trí tuệ nhân tạo, thậm chí còn không phải là người thật. Perry giải thích, các bé gái đang bị tấn công bởi những hình ảnh lý tưởng về vẻ đẹp, tạo nên một tiêu chuẩn về cái đẹp mà rất khó hoặc thậm chí là không thể đạt được. Ngành công nghiệp làm đẹp vẫn đang tìm kiếm lợi nhuận từ xu hướng này. Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Nielsen IQ, năm 2023, người tiêu dùng dưới 14 tuổi chiếm tới 49% doanh số bán sản phẩm chăm sóc da tại các hiệu thuốc ở Mỹ. Riêng trong nửa đầu năm 2024, 1/3 doanh số bán mỹ phẩm tại các cửa hàng từ những hộ gia đình có trẻ vị thành niên và thanh thiếu niên. Ngành công nghiệp mỹ phẩm đã thừa nhận một số sản phẩm nhất định không phù hợp với trẻ em, nhưng hầu như không làm gì để hạn chế trẻ em mua chúng. Ví dụ trang web của thương hiệu mỹ phẩm Brun Elephant khuyến cáo trẻ em 12 tuổi trở xuống không nên sử dụng huyết thanh chống lão hóa, kem dưỡng da và tẩy tế bào chết. Thế nhưng, bao bì của các sản phẩm lại không hề có cảnh báo nào tương tự.